còn nó còn nhiều không? Còn mấy cái chưa biên tập hết rồi đó. Ôi ôi. Để đi sáu. Căng thử mấy ký chút. Cái bự dữ vậy. Được mấy ký ruột. Trời ơi. 5 ký 3. Cái sầu riêng ri 6 khổng lồ. 585 hả? Đó. Đổ cái này lấy cái khác. Trời ơi. Rồi từ từ chụp tấm hình chút ơi. Cầm chứ. Ôi ôi, cái sầu riêng. To ghê anh hả? Chút chút không? Cầm anh chụp tấm hình chút. Đó, đúng rồi. Trời ơi. Nè nhìn cho nó vui tươi cái coi. Ôi cho sầu riêng. Kiếp tiền. Hai hộp. Nhưng mà nó không có vừa cái chiều ngang luôn. Nó vừa là chiều ngang luôn. Cắt ra một muối. Cắt muối. Xấu đẹp gì trời. Đi vô miệng luôn. Đây cái này cho một lát. Thôi nó xấu lắm. Không có bự là một lát. Nó xấu lắm. Muối này luôn đi. Giờ để đợi chị á. Trời ơi. Cái sầu riêng. Đó, muối nó bự. Giờ thanh vất vả với trái sầu riêng sao ri xấu. Muối như chú ngồi con. Ồ có ai muối đã ký ký rồi. Cái này là em cho lựa chọn là hải nha. Giờ mình nữa không kịp nè. Chú chết lắm con ruột. Giờ là mình lựa chọn lại con kịp đó. Cái này là như tiền là 585. Còn chưa biết cơm chưa biết cơm giờ mới căng á 300 mấy rồi đó bò về kìa các bạn ơi. Đó. Quá bé để cân lại. Lên đi coi nè. Hơn 2 kg. Hơn 2 kg là cái chắc. Thấy chưa vậy tao hỏi em lời đó. Giờ cho đi. Hơn 2 kg là 600 mấy 700 rồi. Quá đọt trái sầu riêng thấy vậy nhưng mà rất là đạt. U cho bà ơi. Quá trời quá đất. Kia chuẩn bị có cái một giống chuồng bò về nữa kìa. Giống chuồng bò mới về nữa chín. Mà không biết có chín không ơi. Bà chủ nó có chín cây á. À, sữa, sữa con. Làm trái sữa clip nữa cơ chị. Thấu tiền cho chú nè, tí ơi. Nói chung là sầu riêng trong các video thì em quay liên tục nhà một chút. Tôi trái nào ngon, trái nào giỏi là mình xui. Nói chung là chứ không phải là 10 trái như 10 đâu, 10 mà làm 10 trái như 10 rất là dễ. Nhưng mà nó cũng quay gọi là cái sự chân thật nhất trong cảnh mua bán tôi sầu riêng cũng như là một số món nha cô chú anh chị và các bạn. Có nhiều cô chú comment lên nói là sầu riêng chỗ này là chỗ kia coi 10 trái hay 10 trái. Nhưng mà cô chú cần để ý lại cái video nó như thế
nào nha. Chứ còn em làm cui 10 trái ra 10 trái thì từ dễ lắm. Nhưng mà cái này là em cui cái sự chân thật, cui từ đầu đến đuôi. Trái nào hư là hư, trái nào hư là cũng nhấn vô. Mà trái nào ngon là ngon, trái nào dở là dở. 174. Ê, sầu riêng về nha mọi người. Chưa kịp xuống luôn à. Xuống tới rồi, gần đây mà. Xuống tới gần đây hả? Thì mới cày ra vậy, éo ra bánh chiếc hả? Đó, chung vô anh em. Ngoài đây mấy cái này, ngoài đây chính là em đó. Ra đây. Thường ngày lửa thì ngay tứ lửa luôn đi. 250 với 150 hết chứ. Ông chủ. Coi coi gì. Ký 300 bài. Lấy đi. Mà thử mà không ngon thì người ta có thể đổi được anh. Đổi lại đi luôn. Ủa anh trai đây đúng không? Anh trai á.
dẫn hẳn là gì đấy. Nãy chưa chín luôn á. Nãy dao luôn. 380. Ờ cân rồi, cứ coi tôi nấu cô quá không được đâu. Cô nhỏ sao chết chịu đi, nó kêu cô ướt ướt nè. Nãy nó kêu là em dừng lại rồi. À kêu là em dừng lại phải không? Ờ mấy cô anh có chết kêu cô anh có chắc cô bị gì đó. Đúng không? Thấy cô 10 trái đâu phải làm sao mà nó hết 10 trái giống đi bị cắt được. Trời ơi, mấy cô cháu thì ai phát sầu riêng hết rồi. Rồi, ai riêng hết đó từ nãy cô chú thấy không, 4-5 trái mới được một trái cho cô chú chị nữa. Ừ. Tao biết được đây clip chân thật nha, tụi em quay chân thật chứ không cứ quay ghép đâu. Căng à, căng à, hết căng rồi đây cô đó tiểu á, không có sống á. Cô anh đừng nghe ăn cô hai hai khách rồi thích ăn cô á, cô được hình như là anh thử là được á, nãy anh kia cũng vậy, chị vô thử được nhưng mà anh vô thử là được. Có cho chị thử không, cho chị thử miếng luôn đi. Trời ơi hai vợ chồng đứng mà con biết ăn kìa. Cái này mẹ ơi. Cô Tiên đang cùi chuồng bò. Cái này chắc đấy đấy. Ba ký để em cân mấy lần mới chặt hơn cái cuốn.
328. Cái này cân 3 lần rồi. À không, em nhìn cái này. Mới chặt cái cuốn của cái này. Nhiều lúc là cô chú nhìn nhầm á. Cái này là cái giá ký nè. Cái này là cái giá tiền. Cái này 215 quá rồi. Cô chưa có giá. Chung bò kìa. Chung bò hả? Chung bò, chung bò. Chung bò 235 ngàn. À, mình biết lý do tại sao là mọi người comment là giờ Thanh là comment là chuyển giới rồi, biết sao tay gân tay cơ không kìa, tay tay cơ không kìa, tay thấy cơ không như tay thanh niên chứ bộ chứ chơi với sầu riêng mà hẻo đã sao cui nổi cái sầu riêng này, hẻo đã sao cui quá hậu sao cui cái sầu riêng này, dài vô vui rồi nè ông ơi. Trời. Thì khổ thầm hết sức rồi. Dưới 200 nè. Để coi coi. Dưới không? Dưới. Ôi quá. 5.000 nữa 200 đó chị. Phải chi là tâm một chiếc chế ra mà đẻo luôn á. Đúng rồi. Lực là lực sĩ hả? Không có hả? Thôi sao kêu ca bóp cuồn cuộn? Trời ơi, hai em có nhiêu năng gì? Ca bóp cuồn cuộn là ông Thanh không ngô. Ông bỏ đi hả? Cái này không? Thằng kia đâu kìa? Kia đâu rồi, kia nè. Thằng kia đâu rồi? Mổ 22 nó đâu? Đuổi rồi. Cho nó nghỉ đâu bữa. Hả? Không biết ở đâu đâu. Thằng mổ 22 rồi. Dạ. Thằng đó là chồng của con này. Bây giờ ông đó là chồng của bà đây. Nay cho nghỉ rồi. Mà nghỉ rồi. Kiếm trái sầu riêng Thái tí hòn. Em ơi 174 ngàn đưa em. 174 ngàn.
cái kia là mấy ký, cái kia chắc nhỏ nhất quá, cái kia này đông hết mấy tiền. Ê, không phải người Việt Nam ơi, lâu lâu nói được, nói được tiếng Việt không? À, nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Sinh viên ta. Hai người là đuối á. Cái này là nhỏ nhất chưa? Chưa nữa. Ủa mình sinh viên hả? Sinh viên hả? Sinh viên. Trường nào? Đi khoa Phạm Ngọc Thạch. À. Hay là mình đi theo cái diện là chính phủ đi qua hay là mình tự túc ra? Theo diện của nhà nước hả? À. Năm mấy rồi? Năm 2 à? Là mình học cái đấy là ra bác sĩ hay là gì? Bác sĩ y đa khoa. Đa khoa. Còn tao làm như là chuyên phổi rồi. Thằng em mới là nghe đang học và chuẩn bị tháng 7 tháng 8 này ra trường nè. Đi đa khoa luôn. 6 năm. Ở Lào là cái tỷ lệ bác sĩ trên dân cao không ta? Không, tỷ lệ á, ví dụ như 10.000 dân thì được bác sĩ hay sao? Được bao nhiêu? Không cao lắm. Không cao. À. Hả? Thì Lào sát bên mà, Lào người mà. Giống Việt Nam mình mà. Lào giờ đi Việt Nam mình to chứ đi Lào khác. Không, Lào đẹp trai đẹp gái hơn Campuchia. Lào đẹp trai đẹp gái hơn Campuchia. Dạ, anh Hiếu nó ngồi nó nghiên cứu dữ chứ. Chó này giống gì ta? Bữa chị kia chứ cũng chó tóm mà chó nhỏ nhỏ hơn, chó nhỏ. Rồi chị có tập ăn sầu riêng luôn không? Ăn sầu riêng luôn hả? Có không? Tổ tập ăn sầu riêng luôn nữa, ráo ngọt hơn. Đúng không? Phui tới kia để nào nãy giờ chị cũng chê nữa. Đầu là mẹ rồi mọi người. Bà chủ bảo không nói đâu các bạn. Sầu riêng là không có 10 cái là như 10 cái đâu. Sao có được anh? Không phải là sầu riêng 10 cái ngon điều 10 mà ai dám khẳng định á. Em không dám rồi. Thôi cái sầu riêng đâu có phải được đâu. Thì cách nói là tôi chế được riêng còn bộ hơn bà chủ nữa. Biết rồi. Biết. Nghiên cứu không? Nghiên cứu chứ, nghiên cứu được quá.
Nó đem được mà coi. Càng yếu nữa. Đây đây. Sầu riêng nó xấu là do bóng đèn á. Ờ. Trời đủ sáng thì muốn sầu riêng nó đẹp. Em thấy người ta phim trường người ta quay ánh âm thanh ánh sáng không? Nhưng mà nó xấu là do cái đèn nó sắp ra. Đèn mình nó tối quá đó. Nó là nhìn nó không có đẹp. Cô chú á là nhìn qua hình ảnh. Gió là gió lai hai ba giống rồi đó. Đi 6, Thái, sữa hạt lép. Ba loại. Đây là coi sữa hạt lép. Thái nhỏ. Nhỏ. Nhỏ mà nhiều muối. Mày cái này đủ muối mà sao thấy nó lép đẹp hết trơn vậy? U là muối hết à. Chỗ nào u là muối đó. Thái là muối vô chừng lắm. Có cái muối to. Là sữa là sữa sữa lép đó. Ừ. Lép đó. Nó tên là tư nó muốn là bỏ cái này nha. Họ bụng cái tốt ra. Nhớ quá là nó ngọt dữ lắm á. Dạ. Có đó, béo nhiều. Béo. 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 Béo
193.3 được rồi, là 200 302. Của chị lấy nào ta? Ủa nãy chị kia mua mấy trái đâu mất rồi, không vui hả? Không mua hả? Một quá trình lựa chọn chị không mua rồi. Không mua hả? Không mua rồi. Thấy lựa quá trời mà. Không chọn được trái nào. Bây giờ hồn quá. Là hết đó. Hên quá đó còn. Chưa có hai con bán đó mà. Chưa được ký. Sữa hạt lép là 100. Còn hai loại kia là 101. Sữa là 100. Dạ. Anh ăn sữa hạt lép chưa? Anh thử sữa hạt lép đi, hôm nay có này. Dạ. Bao ăn chứ? Bao. Sữa là 100, ly 101. Dạ. Ly 101, tháng 101. Anh vô. Có ba loại. Bây giờ bài nó đang. Trời vui đánh thiệt. Câu hỏi là ly 6 nhiêu? Sữa hạt lép nhiêu? Xong rồi cô nói là anh cũng bò đi. chuyển hướng rồi. Không đỡ được không. Nà ní. Vui lắm thiệt.